bị ăn hiếp lắm bây giờ ơi. Sao ai quýnh? Mày quýnh con kìa. Ờ thôi sao đó anh chi? Quýnh thêm không mày thấy già? Quýnh thêm không mày thấy già? Mà sao bây giờ còn có một màu như vậy? Hai màu nè. Ồ vậy, lộn. Thanh niên rảnh ghê, thanh niên không biết gì hết. Đó đây, đây là bút kim tuyến đèn mọi người ơi. Đó, mình kéo là nó có đèn như vậy nè. Rồi mình chút xuống thì nó vẫn có lắc. Tiếp theo mọi người ơi, để xem ở đây là có những cái set dạ quang. Nhưng mà không có set dạ quang nào hình trái bơ hết. Chỉ có là bút chì, rồi chuối, rồi trời ơi, mới có cái mẫu hàng mới mọi người. Dạo này vi hết cà rốt rồi, nhưng mà sẽ có thể sẽ thay thế bằng cà tím nghe. Đó, mọi người muốn mua xét dạo quan cà tím thì vẫn mua được, chứ không có cái gì vậy. Cà rốt người ta luộc ăn, còn cà tím là người ta nước ăn, mà hai trái khác nhau mà sao mà tên chung được. Nhưng mà tại nó hết cà rốt mình lấy đỡ cà tím cho mọi người xài. Yeah. Rồi nè, đây có cái này, cái gì đeo hôm bữa có Doraemon này, giờ không biết có chơi bơm ta, không có gì đeo chơi bơm rồi. Không có đâu, nhưng mà có gương trái bơ. Đây nè. Ủa đâu ra sẵn vậy? Tôi biết hôm nay bà làm đồ trái bơ, vậy tôi sẽ chuẩn bị sẵn cho bà. À không hề dễ chân. Ê, nhưng mà bây giờ cái này xài sao? Trời đất ơi, không biết xài cũng sớm sáng nữa đây nè. Đây là cái lược mọi người, đây là gương lược gấp gọn đó. Mình kéo mình chải như vậy, rồi mình muốn cho nó gọn lại thì mình húp lại đó. Rồi có cái gương để mình soi luôn, mình đóng nó lại đó, rất là gọn luôn. Trời ơi, trái bơ dễ thương quá. Ủa trái bơ đó mọi người, đó thực hiện thử thách đúng là được. Ê, có kẹp trái bơ luôn, cứ te chưa. Đây là kẹp trái bơ mà bà V mới phát hiện nghe, là cái kẹp trái bơ này nó tặng kèm dây thần ở trong luôn. Để chối lại hả? Cái gì chối nữa, cái này dây thần rồi. Để treo lên đó. Bây giờ tiếp theo mình sẽ tới dàn móc khóa. Bây giờ không biết có móc khóa trái bơ không nữa nè. Anh ơi, có móc khóa trái bơ không anh? Hả? Đâu? Chưa lựa mà hỏi có hay không rồi. Trời đất ơi. Vậy tôi nói cho mọi người biết, tôi ghét nhất là khách hàng mà vô đây mà không chịu lựa, mà hỏi không trả lời một ngàn đó nhá. Trả lời không nổi luôn. Bị ăn hiếp lắm bây giờ ơi. Sao ai quýnh? Mày quýnh con kìa. Ờ thôi sao đó chứ chi? Quýnh thêm không mày thấy già? Quýnh thêm không mày thấy già? Cái này cũng đồng giá 30.000 luôn, nhưng mà cái này là trái bơ sọc. Cái này là móc khóa bông. Cái gì bông thì móc khóa bông? Thì nó bông nè. Nhưng mà cái này là trái bơ mà nó có cái chân. Cái này cũng có cái chân. Thì móc khóa trái bơ bông. Bây giờ tôi giới thiệu cho mọi người là móc khóa trái bơ. Loài người với loài mũi là không bao giờ sống chung được với nhau nghe. À rồi sao nó cắn anh số xuất huyết. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho mọi người biết, móc khóa trái bơ có đèn luôn. Đèn đâu, đèn móc khóa trái bơ có đèn đúng không? Đây. Cái này là cục gom trái bơ. Ủa vậy hả, cục gom trái bơ mọi người. Giá ơi. Trị của nó là 5 vạn tệ. 5.000 đồng. À 5.000 đồng. Đây, cục gom trái bơ mọi người ơi, có rất là nhiều hình luôn. Đồng giá là chỉ 5.000 nha. Ủa, bây giờ mỗi hình mình lấy sao một mà kiếm đâu ra một nguyên hộp chốc khóa trái bơ không hay quá vậy? Đã kẹn kia nó, mình ăn gì nè. Ủa, bà đang giới thiệu đồ chứ không bà mua đồ, bà mua lấy nhiều đi. Thì lấy nhiều mua luôn. Rồi. Đây là cái móc khóa trái bơ mà nãy tôi nói cho mọi người nghe nè. Đó, sáng đèn thấy không? Nè, ví dụ như cái này mấy quý vị không thấy đèn đúng không? Quý vị chỉ cần bút vô cái là sẽ có đèn. Cái này là có màu vàng, trái bơ vàng, trái bơ xanh. Trái bơ vàng là trái bơ đã chín, còn trái bơ xanh là trái bơ chưa chín. Còn trái bơ hồng? Trái bơ hồng là trái bơ bị hư. Rồi, tiếp luôn. Này là Doraemon nước nha mọi người. Nhưng mà hôm nay mình không có làm thử thách Doraemon nên mình không có xài nó nữa. Ở đây bà V phát hiện là
cũng có một trái bơ nước luôn, nhưng mà chỉ có một cái duy nhất màu xanh dương. Ôi đẹp quá ha, nhưng mà cái này là thiết kế của nó là hình viên kim cương luôn á. Nè, cái trái bơ đó nó từng từng trong đây giống như chiếc thuyền vậy nè. Ê, anh ơi có sữa bơ luôn nè. Ủa đẹp quá vậy. Có khóa sữa bơ luôn mọi người ơi, quá xịn xò luôn, mình cứ bỏ vô. Vừa có sữa bơ mà có sữa ngựa đó. Cái gì sữa ngựa vậy, không có làm con ngựa đó, mình có ngựa. Để vô. Trời đất ơi, phá gì đâu phá trời. Rồi bây giờ tới móc khóa là móc khóa này chỉ đồng giá 10k thôi nha mọi người ơi, nhưng mà bà V đã nhắm trước rồi, móc khóa 10k vẫn có chơi bơ luôn đó. Khóa 10k nha em, mình lùi nhẹ ra mình kiếm chơi bơ tiếp nè. À biết đồ trái bơ rồi, đây là những cái kẹp càng cua, nhưng mà này là trái cà rốt trái cà rốt, trái dưa hấu, trái kem. Thôi bây giờ hôm nay mình làm bơ, mình kiếm trái bơ đi V ơi. Đây nè, nè em cũng kiếm được nè. Thì lấy luôn hai cái đi. Lấy luôn hai cái nha. Cái này là kẹp cua lớn, nó giá là 15k nha mọi người ơi. Kẹp này có trái bơ không Vy? Không, kẹp này hình như không có trái bơ, chỉ có mấy cái trái thôi. Anh ấy trái chuối màu xanh xanh giống trái bơ, giờ mình mua cái này về mình gửi trái chuối ra là thành trái bơ. Rồi anh phá hàng em hay gì vậy, anh để vô giùm em cái đi. Phá gì đâu phá luôn á trời. Ờ quên mọi người, mình phải qua vàng gấu bông, mình phải kiếm gấu bông trái bơ đó. Đây có rất là nhiều gấu bông nhưng mà không biết có gấu bông. Đi đi. Quay hoài trong mặt quá. Một con gấu bông trái bơ rất là cute luôn. Giá là 70.000 nha mọi người. Con này là nó đang ở nhà, có con đi ngoài đường luôn. Đâu con đi ngoài đường? Con đi ngoài đường, đợi tôi xíu. Con đi ngoài đường là nó sẽ đội thêm cái nón lên nữa để che nắng. Con này nó chấp te. Ủa vô con được trái bơ mọi người ơi. Đây trái bơ. Ủa không, cái này màu xanh này vì tổ chiếc bơ này là huy hiệu của tôi nghe, huy hiệu đặc biệt của bà V. Để xem có cái gì chiếc bơ không, ở đây mình có chiếc chuối. Cái này là cái bịch gì đây? Trời ơi, cái bịch Snack Doraemon sao bự khủng lồ vậy? Ủa bự ghê luôn mọi người, nhưng mà hôm nay mình không được làm ba thử thách đồ Doraemon nên không được mua bịch này he. Hôm bữa bịch này về chạm so với dự kiến anh clip đã lên rồi, quá là buồn luôn. Ở đây mình có rất là nhiều bình nước luôn nè, đây là bình nước bên bà V là tặng kèm dây luôn nha mọi người. Đây, nói như vậy đây. Đó, đây là mẫu mã đó, mình tặng kèm dây, mình đeo vô mình đi học để mình uống nước để cho nó tốt cho sức khỏe đó. Nhưng mà ở đây là có rất là nhiều trái, ví dụ như trái đào nè, trái chuối nè, trái dâu, trái bơ, có trái bơ luôn. Rồi, trái bơ là mình có dây bơ luôn nha, quá là xịn xò, giá chỉ là 60.000 thôi. Rồi mình bỏ vô cái giỏ mình đi tiếp nè. Khoan đã, bên kia còn đồ trái bơ kìa. Đâu nè, đồ đây. Hộp bút trái bơ mới về bên shop bà V nha mọi người ơi, rất là bự luôn, mọi người có thể bỏ được rất là nhiều đồ, ví dụ như là mình bỏ một bút nè, hay là mình nói hả mình bỏ một cái bao ni lông. Khoan đã, cấm xả rác trong shop. Cái gì hả? Dạ yeah, nè, vậy đi dục giùm đi. Đó, không xả rác thì dục giùm đó. Đây là một cái hộp bút trái bơ giá là 60.000 nha. Mình nhét vô đây. Ê ơi, tôi thấy còn nhiều mẫu quá kìa, sao bà coi lẻ quá vậy? Ủa không phải, giá này hình như có 55.000 à. Đây, hộp bút bơ hình trái bơ là 55.000 chứ phải 60.000 nha mọi người. Đó, sao mới đây đổ trái bơ gì chèn ngập vậy? Tiếp theo mình sẽ lết xuống đây coi cái quầy nào nó có trái bơ nữa nha mọi người ơi. Ôi ôi, hình như tôi thấy bà mới có về bình nước mới không Vy? Đây là bình nước bò sữa, mốt nữa mình làm thử thách bò sữa mình mua. À, rồi giới thiệu cho các bạn xem luôn. Đúng rồi, còn bây giờ là mình sẽ lết xuống đây mình kiếm cái gương. Cái gương này nó có màu xanh men mọi người ơi, nhưng mà nó không phải là hình trái bơ. Ủa còn cái gì cục đen thui vậy? Này thùng rác. Thùng rác này được phụ kiện mọi người rất là bự luôn, nhưng mà mỗi thùng rác này mình sẽ tặng kèm một cái sticker mọi người dán trang trí xung quanh thùng rác cho nó cute nha. Đó, một cái thùng rác rất là bự luôn như vậy. Rồi ở đây là mình có gương hai mặt cute đúc. Cute đúc là cute con vịt cute. Đó, con vịt cute. Còn đây là Lucky. Lucky là con gấu trúc rất happy. À, còn đây trời ơi, nguyên một vàng gương trái bơ luôn mà gương hai mặt nha mọi người, rất là xịn sò nồi canh đó. Ở đây là mình có trái bơ màu trắng lung linh lấp lánh nè, rồi mình có trái bơ màu xanh lấp lánh lung linh, rồi mình có hai trái bơ couple luôn, rồi mình có một trái bơ mà ủa bà khoan đã, sao tôi thấy trái bơ nào của bà cũng toàn kim cương chứ đó không vậy? Thì cái này là sản phẩm mới mà, cái này là gương trái bơ mà lấp lánh kim tiến. Tôi mới phát hiện cái cọng tóc này của ai. Em tóc màu xanh anh ơi, hôm nay mới nhuộm tóc xanh. Vậy thì hôm nay tôi phải làm cho ra lẽ chuyện này. Toàn rồi, toàn thật rồi của em mà. Cọng tóc này là của ai? Minh tóc màu đen. Em tóc màu đen anh ơi. Tóc này là màu vàng. Tóc này màu vàng nâu. Qua. Rồi. Tóc này màu nâu mà. Vì cọng này màu gì? Là vàng nâu đó. Đâu phải màu nâu đâu. Nâu. Mọi người nhìn sao? Không phải tóc em đâu. Tóc em đâu có ngắn như vậy. Tóc em. Nó ngắn ngủn mà. Đưa đây. Kiếm người khác. Kìa. Đây. Em trai. Vậy đâu, tóc em trai. Đâu có dài tới vậy đâu. Dài hơn anh trai. Dài hơn. Ủa vậy tóc này gấp ai ta? Tóc này dài gấp đôi tóc em rồi. Tôi biết rồi. Tóc ngon. Nè hả? Nè. Tóc con hả?
chuyện. Thôi không kệ, thôi kệ. Nói chung là mình cứ vậy đi. Ủa, con đường chật nút rồi ngồi nhiều người dưới ta. Trời, bà không biết hả? Hôm nay shop mình đón tiếp tới mấy ngàn lượt lận, nên bởi vì người ta đang ngồi đợi tính tiền đó. À vậy hả? Mọi người đang ngồi bấm điện thoại nè. Ủa này, tôi có điện thoại này, có hình chiếc bơ luôn nè. Ủa đẹp quá trời, chị lấy luôn nha. Mày thôi thì hết chiếc bơ. Không có bán, không có bán, thợ của tôi. Ai vậy, cho mượn cái ớt được không? Không được luôn. Kỳ vậy, tôi có điện thoại chiếc bơ, không cho mượn gì chứ. Thôi mà vô duyên quá, điện thoại của khách hàng mà cũng lấy nó thiệt luôn. Bây giờ muốn trái bơ đúng không? Trái bơ đúng không? Ngồi xuống. Ngồi xuống. Trời ơi, đặc biệt cho mọi người ơi, hôm nay cái trái bơ này tặng kèm dây luôn đó mọi người đó. Ai mà qua mua là quá đã. Trời quá đã, hàng của ta đang trưng bày bán mà dùng như vậy mà coi được á. Em mua mà, tí thanh trả tiền. Đó, mát chưa? Đây là trái bơ cho mọi người, nhưng mà hả, mình bấm cái là quạt, bấm thêm cái là đèn. Cái mình mở ra cái gương đó, rất là xịn sò nồi canh luôn nha. Yeah. Nhưng mà ở đây là hết đồ trái bơ rồi, nên mình sẽ lấy cái này. Kính thưa quý vị, tôi xin tự giới thiệu, tôi là quản lý của cửa hàng shop VV House. Có lẽ quý vị có thắc mắc tại sao cửa hàng của chị V lớn như vậy, hiện đại như vậy và nổi tiếng như vậy không? Tại vì ở cửa hàng chúng tôi có bán một sản phẩm rất là đặc biệt luôn mà không có chỗ nào có. What? Đó chính là trái bơ. Nói tới đây quý vị có thắc mắc tại sao thấy trái bơ rất là nhiều nhưng mà không phải đâu. Trên Đà Lạt, trái bơ đó nó khác với bơ ở cửa hàng của chúng tôi. Chẳng hạn như đây, bơ ở đó là nó ăn được, còn bơ ở chỗ chúng tôi là không ăn được. Đặc biệt một cái là bơ của chúng tôi á bán 1 lời 10. Lộ bán 10 lời có 1 à. Sắp tới lễ 30 tháng 4, ở shop của chúng tôi có một cái chương trình khuyến mãi rất là đặc biệt luôn, đó là các bạn hãy ôm hàng về nhiều lên. What? Mua nhiều lên, mua bất chấp, bán hết tài sản, mua bơ về chất đầy nhà luôn, sau đó các bạn sẽ ôm hàng. Bạn sẽ ôm hàng. Người hồi nãy ông nội đó, ông nói gì mọi người đừng quan tâm nha mọi người. À đó, bây giờ mình sẽ mua trái bơ. Này là ở này cũng lông mà. Trái bơ dưới đây nè. À, đây là một trái bơ lúc cute có tên là hồ thú cute đủ hình 20.000. Mọi người có thể lấy cái này ra mọi người cắm lên đầu cũng được. Đó hồi mọi người đeo lên tay, còn cái này mình xài mình hồ đó. Đây trái bơ ok, đây chữ ok thấy không? Đó rất là ok. Đây rồi, cái này 20.000 nha. Còn cái này là cái gì đây? Cái này rất là nhiều bơ luôn. Đây là bơ nhỏ rất là nhỏ rồi, đây là bơ bự rất là bự. Còn đây là một trái bơ Hello Avocado, đây là một cái hộp bút viết quả bơ đủ hình. Còn cái này cũng có màu xanh luôn mọi người ơi, nhưng mà cái này là màu xanh bơ, nhưng mà nó không phải quả bơ mà nó là bột sữa. Đây mình sẽ ịn cho nhìn đó. Đó, quá xịn, quá xịn. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu quý vị, đó chính là mát trái bơ. Đó, mát trái bơ, cái gì vậy? Không, cái này là cái đồ rửa mặt trái bơ. Thì cái đồ rửa mặt với mát cũng giống nhau mà. Không có giống nhau, mát là của em bán anh ơi. Ủa gì chứ, không lẽ cái này là bằng vỏ trái bơ? Không, cái này là một cái miếng mút rửa mặt mọi người. Đây là cái miếng mút rửa mặt hình trái bơ phay qua xinh nè. Mọi người có thể lấy miếng mút này hả, mình bóp chung với lại sữa rửa mặt rồi mình rửa chè 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 massage nhẹ nhẹ đó. Ở quầy mỹ phẩm này còn gì ta? Đó, đây ở trên đây là có đồ quả bơ luôn mọi người ơi. Nhưng mà ở đây bà V thấy là có kẻ chân mày nè, rồi có concealer. Đây. Đây là một cái kẻ mắt eyeliner của avocado, là của trái bơ luôn nghe. Cái trái bơ này là kẻ mắt là siêu đỉnh luôn, giá chỉ 45.000 thôi mà mình kẻ siêu lâu cho luôn. Mấy bạn mà hay đi bơi thì mình kẻ rất là ok. Ví dụ đây là điển hình. Đây kẻ sáng đó, mới kẻ sáng, sáng sớm luôn, sáng sớm bây giờ vẫn còn. Nhưng mà hôm bữa là cái đợt em mua đầu tiên á là em kẻ tối hôm đó mà đến. Đúng rồi, tối hôm nay vẫn còn. Yeah. Ngày sau nguyên ngày luôn. Đó, rất là xịn luôn mọi người ơi, chỉ 45.000 thôi, hình chiếc bơ luôn, mình mua luôn mọi người đó. Còn đây, đây là một phần chỗ mà bán mát, bán mát độc quyền của bà V nha. Ở đây là ủ phay quả bơ đó, có hình chiếc bơ luôn nè, độc quyền VV Hair luôn he. Thì một chai ủ phay này á là mọi người á sẽ được tặng một cái cọ kèm theo. Ví dụ như mọi người bỏ cái chai ủ này vô cái ngăn mát của tủ lạnh á, xong mà tối mình lấy ra mình đắp, mình quét tầm 15-20 phút mình rửa mặt lại sạch bằng nước là nó ok, da mình liền luôn. Còn bạn nào mà thích là da đẹp hơn nữa thì mình có thể sử dụng nguyên một bịch mát trái bơ này luôn. Đây là bịch mát trái bơ độc quyền VV Hair, đằng sau rồi có hướng dẫn sử dụng công dụng nè mọi người, rồi có cách bảo quản lưu ý đồ luôn he. Giá niêm yết là 99.000. Thì khi mọi người mua cái này mọi người sẽ được tặng một cái băng đô nè, một cái muỗng mút nè, một cái cọ quét nè, rồi tặng thêm một chai ủ phay sữa non nữa. Cái này là giới hạn nghe. À, bà V mà tặng hết cái chai ủ phay sữa non trắng này là bà V hết tặng đó, nên bạn nào nhanh tay mua chậm tay hết. Đây là tất cả những gì trái bơ sáng giờ bà mua ở shop nha. Bây giờ sẽ tổng hợp lại cho mọi người xem. Trời, đây bây giờ bà V sẽ tổng hợp lại nghe mọi người ơi, rất là nhiều đồ luôn đó. Đây cho anh camera quay mẹ nè, rất nhiều luôn. Cái đây là gom trái bơ nè mọi người, bút kim tuyến trái bơ, móc khóa đèn trái bơ đó. Đây có móc khóa trà sữa mà cũng trái bơ luôn. Đúng rồi, mà cái móc khóa này móc khóa nước luôn, mình có thể mình chơi mình lắc lên lắc xuống á, nó đẹp đúng không? Ừ, đẹp quá ha, cái này nó lắc lắc như con thiệt vậy đó. Đúng rồi. Đây là bóp trái bơ đó, bóp trái bơ là có 3-4 loại luôn. À, bình nước trái bơ,
Bạn nào mà qua bên shop JB chơi nguyên cái cần set trái bơ này thấy hấp dẫn rồi. Nó trái bơ. Ừ, gấu bông trái bơ. Rồi kịp rửa trái bơ rất là nhiều bơ luôn. Nói chung là banner bơ luôn để mọi người ai mà muốn thực hiện thử thách tất cả đồ trái bơ thì cứ qua đây mua nha. Yeah. Còn ai muốn làm đại lý thì liên hệ tôi nha. Thôi bớt ra cấp giùm cái. Bớt lại giùm luôn nghe bước ra ngoài kia luôn nha. Ok mọi người ơi, chắc bạn V cũng xin kết thúc clip tại đây luôn. Tại vì nãy giờ mình quay quá là nhiều đồ chép bơ rồi, mình cũng hết đồ chép bơ trong shop luôn rồi. Nếu mà mọi người có thích cái clip sau á mà bà V quay về món đồ hay thử thách gì nữa thì cứ comment phía dưới cho tôi biết nha. Tôi sẽ lựa ra comment mà hay nhất, nhiều like nhất, bà V sẽ thực hiện theo mọi người ha. Ok mọi người ơi, bây giờ công đoạn quan trọng nhất là tính tiền. Trời đất ơi, mới vô shop đi có một vòng thôi mà mua đồ một mâm như vậy là làm cho em đắp vỗ vậy. Đắp vỗ vậy thì tôi thử thách thủ đắc gì mà mua không hết cái shop của người ta luôn. Ê mà xí đi nha, rồi em nhắm coi tẩm này nhiêu tiền ta. Này em nhắm chầm xương xương 1 triệu rồi chị ơi. Ê nghĩa vậy? Trời ơi 1 triệu thôi, tính chẳng 2 triệu đi. Trời ơi, mới vô có xíu 2 triệu rồi. Giờ anh chuyển khoản hay tiền mặt anh? À hôm nay anh có tiền mặt trong người. Một là chuyển khoản, hai là ở đây làm suốt đời.